Và để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu đội hình ra sân của cả hai đội bóng trong các đứng trong khung thành của các cầu thủ U11 Phương Đông, sẽ bao gồm thủ thành Bảo Anh, các cầu thủ như Văn Hào, Bá Đại, Trường Phúc, Minh Đức, cùng với đó là số 19 Bảo Quốc và số 20 Văn Thắng. Một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía Việt Gùn. Và số 15 Đình Phúc sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt góc đánh đầu. Bóng đã chạm đầu một cầu thủ áo xanh và tiếp tục sẽ là một tình huống đá. Chưa thể tung ra một tình huống dứt điểm. Đấy rồi, không được. Đó là pha cứu thua của thủ thành Bảo Anh bên phía các cầu thủ Phương Đông. Một tình huống dứt điểm rất nhanh. Rất nhiều những tình huống ngãm thành của các cầu thủ áo đỏ, nhưng họ vẫn chưa thể cụ thể hóa đó bằng một bàn thắng. Đình Phúc chéo bóng vào, đánh đầu. Rất đáng tiếc là các cầu thủ áo đỏ đã không thể tạo ra được một điểm cắp, nhưng cơ hội là vẫn còn. Tỷ số là 1-0 được dành cho thủ Việt Gồn. Và cầu thủ điền tên mình lên bảng tỷ số đó chính là cầu thủ mang số 12 Phúc An. Một pha chớp thời cơ rất nhanh của Phúc An, và cầu thủ này đã có thể cụ thể hóa nó bằng một bàn thắng. Một pha bóng dứt điểm rất nhanh, và sau nhiều nỗ lực hãm thành thì các cầu thủ Việt... Đình Phúc chéo bóng vào, đánh đầu. 2-0 dành cho các cầu thủ Việt Gồn. Một pha chéo bóng như đặt vào đầu của người đồng đội. Người ghi bàn có lẽ chính là vị trí của số 8 Lam Anh. Trước đó chúng ta cần phải nhắc đến tình huống treo bóng của số 15 Đình Phúc, cầu thủ Phương Đông. Pha mở cánh khá nhanh, Bái Đạt dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho các cầu thủ Phương Đông. Và cầu thủ điền lên mình lên bảng tỷ số đó chính là Bá Đại. Một tình huống dứt điểm không cho thủ thành Hải Đăng bên phía cầu thủ Việt Gồ một cơ hội nào có thể cản phá. Ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên đã có 3 bàn thắng được ghi. Một dành cho các thủ Phương Đông và 2 dành cho thủ Việt Gồn. Đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn mang lại cơn mưa bàn thắng. Và đứng trước bóng đang là cầu thủ mang số 10. Rất nguy hiểm, một tình huống bóng đá đi vọt xa. Đá bia lên dành cho các cầu thủ Việt Gồn. Đình Phúc không được. Dứt điểm. Bóng đã đi trúng vào người của thủ thành Bảo Anh đã đứng chọn sẵn. Đình Phúc, một tình huống làm tường dứt điểm, và làm tường xoay sở rất hay của Lam Anh. Anh Khoa là người được đưa vào sân. Đình Phúc bên phía cầu thủ Việt Gồm vẫn chưa có sự thay đổi nào, trong khi đó các cầu thủ Phương Đông có những đã có những sự thay đổi chiến thuật, và như vậy là đã có bàn thắng được ghi. Tỷ số là được lên 3-1 được dành cho các cầu thủ Việt Gồn. Dứt điểm. Và đã có được bàn thắng thứ 4 được ghi dành cho các cầu thủ Việt Gồn. Rất bất ngờ sau một pha treo bóng thì thủ thành bên phía các cầu thủ pha mở biên. Minh Khang. Thank you.
rất nguy hiểm. Và thêm một bàn thắng nữa được ghi được dành cho cầu thủ Việt Gồn. Tỷ số được lên thành 5-1. Cơ hội dành cho dù Việt Gồn chưa thể dứt điểm. Tiếp từ xa vẫn còn thêm một pha dứt điểm nữa, như này thì bóng đã đi ra bên ngoài. Liên tiếp là những tình huống bắn phá về phía khung thành, những tình huống tranh chấp rất quyết liệt cả hai bên. Bóng đang thuộc về cường quyết của Phương Đông, dứt điểm từ xa và dứt điểm đi rất thiếu chính xác. Đường chuyền dứt điểm, bàn thắng tiếp theo được ghi dành cho các cầu thủ Việt Gồn. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ áo số 3 Giao Huy bên phía các cầu thủ Việt Gồn. Dường như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của các cầu thủ Việt Gồn. Cách biệt bây giờ đã là 5 bàn. Giao Huy dứt điểm, bàn thắng tiếp theo được ghi dành cho cầu thủ Việt Gồn. Đó là pha ghi bàn của cầu thủ áo số 5 Hoàng Lam. Một pha bắt vô lý rất nhanh của Hoàng Lam đã nâng tỷ số lên thành 7-1 dành cho các cầu thủ bên phía Việt Gồn. Mỗi thằng tập một nơi. Một trận thua tâm phục khẩu phục của các cầu thủ Phương Đông. Không có lỗi, trận đấu đang được tiếp tục. Quá người, những nỗ lực không thành công. Và một tình huống qua người. Và phát bóng lên dành cho Hoàng Hải Đăng. Và cũng đúng này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên. Một chiến thắng tâm phục khẩu phục của các cầu thủ Việt Gôn trước các cầu thủ Phương Đông với tỷ số là 7-1. Và chiến thắng đã làm chắc trong tay của cầu thủ Việt Gôn. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi.